không để hộ dân gia đình nào không có Tết. Đó là mục tiêu cũng là đích đến trong hành trình Tết yêu thương của các cá nhân và tổ chức trên cả nước trong những ngày này. Cùng đón xem những câu chuyện nhỏ được ghi nhận trên hành trình đến với những người khó khăn, trong đó có sự góp mặt của những người đệ tử Phật. Mọi hành trình đều có điểm dừng, chỉ riêng có hành trình yêu thương là mãi không ngừng nghỉ. Giữa cái rét buốt của núi rừng Tây Bắc, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đã không ngần ngại vượt hàng trăm cây số đến với từng bản làng để trao quà Tết cho bà con. Đó là tấm lòng, là sự sẻ chia để cái Tết vùng biên cương thêm ấm áp. Con đường dẫn vào xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khúc khuỷu, gập ghềnh. Ngày mưa thì ô tô khó mà đi qua nổi những đầm lầy này. Từ sáng sớm, bà con bản Háng Chợ đã tập trung đông đủ về nhà văn hóa bản. Trời lạnh buốt nhưng ai cũng háo hức bởi hôm nay thôn bản có sự ghé thăm của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên. Không còn sự xa cách giữa chư tăng Phật tử, cũng không còn có sự co ro, run rẩy mà ở đây chỉ có hơi ấm của tình người. 150 phần quà Tết gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt đã được Chư Tôn Đức trao đến tận tay cho bà con. Nó là Tết thì nó hơi lạnh thôi, nhưng mà được quà Tết của A Di Đà Phật thì có thể có bà con có một số nhà rất là khó khăn thì được cái quà Tết này là có khả năng là sẽ có con gà hoặc là con trứng để hồn. Đấy, thì rất là cảm ơn A Di Đà Phật quan tâm bà con. Gia đình chị Sùng Thị Đớ là một trong những hộ nghèo nhất bản Háng Chợ. Trong ngôi nhà mới được hỗ trợ xây dựng, hai mẹ con chị không có bất kỳ đồ vật gì đáng giá. Cái được gọi là giường ngủ cũng chỉ là ghép từ mấy tấm ván và vài viên gạch. Món quà Tết mới được nhận từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh được chị treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Tết này cũng thích mua sắm như mọi người. Nhưng gia đình nghèo khó, mì tôm quý thể tặng để dành để Tết mới ăn, còn tiền để mua sắm đồ Tết. Xã Pú Nhi chỉ là một điểm trong hành trình Tết yêu thương Xuân Quý Mão 2023 mà Phật giáo tỉnh Điện Biên thực hiện. 2.500 phần quà đã được trao tận tay đến các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên Đông, Mường Trà, Mường Ảng, Mường Nhé, Nậm Pồ và nhiều huyện thị khác với tổng trị giá 1.750.000.000 đồng. Đối với bà con nhân dân Thanh Nưa thì Tết năm nay họ cảm thấy rất là vui vẻ, rất là ấm áp khi họ được sự quan tâm. Tại vì có những hộ nghèo thì họ cực kỳ họ khó khăn, họ cũng không có gì để ăn Tết. Và năm nay thì được sự quan tâm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Điện Biên quan tâm là có sự chia sẻ với họ rất là lớn. Mà đối với cấp ủy đảng chính quyền xã Thanh Nưa thì luôn biết ơn, ghi nhận và trân trọng những tình cảm mà của quý thầy, của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Điện Biên. Hàng năm thì mỗi khi Tết đến xuân về, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đều dành những phần quà để tặng cho bà con đồng bào các dân tộc những cái vùng khó khăn, với một cái tình cảm là chia sẻ cái yêu thương đến với bà con và thực hiện cái tinh thần từ bi của đạo Phật để mà thương yêu bà con. Nhất là với Điện Biên thì đồng bào các dân tộc, trong đó đồng bào Thái, đồng bào Khơ Mú, đồng bào Mông. Mùa xuân là sự khởi đầu của một năm. Mùa xuân có ấm no thì cả năm mới đủ đầy. Đó cũng chính là thông điệp mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên gửi gắm thông qua những phần quà ý nghĩa. Hy vọng bà con đón năm mới an vui, hạnh phúc. Rời vùng Tây Bắc lạnh giá và rét buốt để đến với mảnh đất phương Nam của Tổ quốc, nỗ lực mang Tết ấm đến với bà con nghèo vẫn được duy trì và tiếp nối tại Trà Vinh. Nhiều năm qua, cùng với Chư Tăng Ni thực hiện sứ mệnh san sẻ và hỗ trợ người dân đón Tết, còn có các Phật tử giàu lòng nhân ái, mang tình yêu và sự sẻ chia đến với những mảnh đời bất hạnh và kém may mắn, để họ được đón một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy, giống như là bao con người khác. Khi màn đêm buông xuống, gác lại công việc bận rộn những ngày cuối năm, chị Diễm cùng các thành viên trong nhóm Từ Bi tại Trà Vinh lại đến thăm và tặng quà cho các hộ dân nghèo. Tết với mọi người là điều gì đó rất thiêng liêng, hạnh phúc.
Nhưng đối với những mảnh đời khó khăn, kém may mắn này, Tết là điều gì đó đầy xa xỉ khi luôn phải vất vả mưu sinh từng ngày. Thường thì Tết đến thì những gia đình đều có phải bánh mứt rồi này nọ để cúng gia tiên. Nên nhóm cũng gửi một chút tấm lòng của mình đến những cái hộ gia đình để giúp họ có một cái Tết đủ đầy hơn và thể hiện cái sự từ bi của người con Phật theo cái những cái lời dạy của quý thầy để mang yêu thương đến cho tất cả mọi người. Trời tối, đường xa cũng không ngăn nổi quyết tâm mang Tết đến gần với mảnh đời khó khăn của những người con Phật này. Đoàn ghé thăm hộ nghèo Nguyễn Thị Nâu tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành đúng giờ cơm tối. Bữa cơm tối chỉ có cơm trắng và xì dầu, cả gia đình quây quần trong căn nhà tranh rách nát, siêu vẹo. Chị Nâu nói đó là cách tiết kiệm của gia đình để chuẩn bị cho Tết năm nay. Nhà đông con, cha mẹ thì ốm đau, bệnh tật liên miên. Ước mơ được đón một cái Tết bình dị, giản dị thôi cũng thật khó khăn. Thế nhưng Tết này đã khác với gia đình chị Nâu. Chị chưa có tiền ăn Tết, bây giờ cho nội trợ có gạo, có bánh, có quà vậy là rất cần mừng vui để có món quà để hưởng Tết. Con này cũng có tiền Tết. Căn nhà nhỏ của cụ Thạch Giang tại huyện Châu Thành chẳng mấy khi có khách đến chơi vào giờ này, vậy mà nay lại rộn rã tiếng trò chuyện hỏi thăm. Không có con cái, ông Giang sống cùng người vợ già trong căn nhà mái lá đơn sơ, đồ đạc chẳng có gì giá trị. Không còn khả năng lao động, vợ thì mắc bệnh. Cuộc sống của gia đình ông chủ yếu phụ thuộc vào trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Và Tết này cũng vậy. Giờ cũng muốn đón Tết nhưng mà mình không có khả năng đón. Mấy cô chú lại thăm đó là Tết đó, tôi rất là mừng và rất cảm ơn cô chú ở trên. Những món quà nhỏ đơn sơ phần nào giúp những cụ già như ông Thạch Chăng có một cái Tết bớt khó khăn. Nhưng tình yêu thương được gói ghém, gửi trọn trong món quà ấy mới là điều có ý nghĩa hơn cả. Thì Tết đến xuân về thì ai ai cũng sửa sang nhà cửa để có một cái Tết đủ đầy. Thì ở nơi đâu đó thì cũng có những cái hộ gia đình nghèo, họ rất là thiếu trước hụt sau. Nhóm sẽ mang những cái phần quà Tết nhỏ nhỏ đến để sẻ chia. Năm nào cũng vậy, cùng với không khí rộn ràng đón Tết, phong trào chăm lo Tết cho người khó khăn cũng được hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ. Những con số biết nói, nhiều chương trình phong phú, đa dạng, sáng tạo, những hình ảnh chan chứa nghĩa tình. Suốt từ Bắc tới Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, các tổ chức cá nhân, chư tăng ni, Phật tử giúp lòng, giúp sức mang Tết ấm đến với mọi nhà. Đó không chỉ là nghĩa đồng bào, đạo lý thương người như thể thương thân truyền thống của dân tộc Việt, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người con Phật. Với tinh thần ấy, chắc chắn hành trình Tết nhân ái sẽ được nối dài cho đến khi không còn một ai bị bỏ lại phía sau.